hôm nay cùng tô bức tranh này với mình nhá. Tiên mình sẽ tô chiếc mũ màu vàng. Lần này mình sẽ tô màu xanh. Mình sẽ tô màu tím. Cho nên xong mình sẽ có một cái này vàng cam.
Vậy là mình đã tốt xong rồi. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nhé.